Hãy trung thực nhìn nhận lại mình những gì đã làm. Xem thiết bị điện tử quá nhiều. Đúng rồi, xem quá nhiều luôn. Mình đã từng bị lệ thuộc vào điện thoại. Cái này là do trẻ trâu đánh giá rồi, cần đẹp hay nào. Muốn khỏe thì phải quyết tâm sống lành mạnh, dùng thiết bị điện tử đúng cách cho mắt nghỉ ngơi. Khó quá à, mình làm ngay. Mình làm ngay. Mình làm ngay mà. Để lấy bút ghi mình làm ngay. Bút đây. Để bờ đâu. Không có bút luôn ạ. À. Em 1 cân 3 cân là 3 cân nhãn là 108.000 thì 1 cân là bao nhiêu tiền? 108 chia 3. Khôn ngoan không lại với mèo. Em sẽ chia cho 30.000. Bảo là 1.000 một cân. Chưa chưa Rồi. hãy thương ba mẹ đã vất vả để nuôi mình khôn lớn, hãy rèn tính chủ động và tự lập, bạn sẽ vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Khó quá à, mình làm ngay. Tăng kỹ năng quản lý công việc tự như khắc, bạn sẽ khỏe hơn. Hãy sàng lọc, sắp xếp công việc để mình kiểm soát được chúng. Khó quá à, mình làm ngay. Hãy cung cấp thêm ánh sáng để bảo vệ mắt. Hãy đọc sách nuôi dưỡng tình thương và sự hiểu biết. Phải làm chủ bản thân để mắt nghỉ ngơi, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn nhé. Đấy, chúng ta lên rừng là đúng rồi đấy. Được không? Cộng đúng vào. Sắp thế này phút. Anh quay lại mấy video đấy. Thôi xuất mới được có 5 cái.